gì? Hàm phân thức, đúng không? Hàm phân thức. Và đơn điệu trên đâu? Đơn điệu trên khoảng K. Nhớ nhá, đơn điệu trên K chính là dạng toán đấy. Hàm phân thức đơn điệu trên K thì chúng ta có hai cái chúng ta cần phải nhớ này. Muốn hàm số đồng biến thì y phải phải dương, đúng chưa? Hàm số đồng biến thì y phải phải dương. Đồng thời nghiệm của mẫu, các em nhớ nhá, nghiệm của mẫu thì anh ký hiệu nghiệm x0 ấy, là nghiệm của mẫu không được thuộc vào cái khoảng chúng ta xét, là không được thuộc vào k, được nhỉ? Còn đâu điều kiện nghịch biến là y phải phải âm. Hàm phân thức bậc nhất chia bậc nhất thì không bao giờ có trường hợp y phải bằng không nhá, nên muốn đồng biến thì là y phải phải dương và nghịch biến là y phải phải âm. Và cái nghiệm của mẫu ấy nó không được thuộc vào khoảng k xét. Bây giờ chúng ta sẽ dựa vào yếu tố đấy chúng ta làm. Đây, bước đầu tiên chúng ta tính y phẩy. Y phẩy sẽ bằng huyền trừ sắc, đúng không? Nó sẽ bằng 2m trừ 5 chia cho mẫu bình. Xong nhá. Để hàm số đồng biến trên khoảng K thì sao nhỉ? Thì y phẩy phải dương, đúng chưa? Đây là điều kiện đồng biến là y phẩy phải dương. Đồng thời nghiệm của mẫu chính là gì? X bằng trừ 2m. Thì trừ 2m của chúng ta không được thuộc vào cái khoảng chúng ta xét, là không được thuộc vào từ khoảng là từ trừ 20 cho đến trừ 10 nhá. Tiếp theo chúng ta giải điều kiện y phải lớn hơn không thì tử lớn hơn không thì suy ra m của chúng ta là lớn hơn 5/2, đấy nhỉ? Nên điều kiện m lớn hơn 5/2 là ok rồi nhá. Bây giờ này, cái nghiệm của mẫu là trừ 2m không được thuộc vào chúng ta xét thì chúng ta hiểu như nào? Thì nó sẽ thuộc vào khoảng phần bù thôi, đúng không? Nó sẽ vào thuộc vào khoảng đối. Đây nhá, các em vẽ trục số này. Đây là trừ 20, đây là 10, đúng chưa? Thì cái khoảng chúng ta trừ 2m của chúng ta không thuộc vào cái khoảng này. Không thuộc là chúng ta cái khoảng này chúng ta gạch đi, chúng ta không lấy, đúng không? Thế suy ra giá trị trừ 2m của chúng ta phải nằm bên bên trái và nằm bên phải đây này. Đấy, đây là giá trị trừ 2m chúng ta được quyền làm, đúng không? Thì từ đây các em nhìn thấy này, à, trừ 2m nằm bên trái của trừ 20 thì trừ 2m nhỏ hơn bằng trừ 20, vì ở cái khoảng chúng ta xét là không đến dấu bằng, đúng không? Thì cái đối lại của nó sẽ là như này, nhỏ hơn hoặc bằng trừ 20, được chưa? Và đồng thời đối lại của khoảng này chính là lớn bằng 10, thế thôi. Đấy, nên là có điều kiện như này này. Đấy, từ đây chúng ta sẽ có điều kiện là trừ 2m nhỏ hơn hoặc bằng trừ 20 và đồng thời trừ 2m lớn hơn là bằng trừ 10. Anh xin lỗi, chỗ này là trừ 10 nhá, lớn bằng trừ 10. Đấy, từ đây các em giải hai điều kiện trên thì trừ 2m nhỏ hơn bằng trừ 20, chia cả hai vế cho một số âm bất phương trình đổi chiều, m sẽ lớn bằng 10 và đồng thời m dưới này m sẽ nhỏ bằng 5, đúng không? Đến đây các em kết hợp điều kiện trên nữa thì chúng ta ra được kết quả là như nào? M lớn hơn 5/2, lớn bằng 10, đúng không? Đây là đồng thời này. Đồng thời trong điều kiện hoặc này thì chúng ta làm như nào nhỉ? Kết hợp giá trị trên và một trong hai giá trị dưới, kết hợp trên và đây, kết hợp trên và dưới, nhớ nhá. M lớn hơn 5/2 kết hợp với điều kiện m lớn bằng 10, suy ra m lớn bằng 10, đúng nhá. M lớn hơn bằng thì phải lớn bằng số nào? Số lớn hơn thì nào nhá. M lớn hơn 5/2 và nhỏ hơn bằng 5 thì chúng ta sẽ lấy từ 5/2 cho đến 5. Đấy là chúng ta liệt kê ra. À, đọc đề bài này. Có bao nhiêu số nguyên m nhỏ hơn 20? Các em nhớ nhá, số nguyên m đúng không? M nhỏ hơn 20 và m nguyên. Từ đây các em đếm thôi. Thì trong đây chúng ta nhận thấy này, 5/2 chính là 2,5. Thì lớn hơn 5/2 thì chúng ta lấy từ 3. Đúng không? 3 4 5, 3 4 5. Nhớ. Trong điều kiện trên chúng ta sẽ tìm được ba giá trị là 3, 4 và 5. Điều kiện dưới của chúng ta là gì? Lớn bằng 10 thì đi từ 10 cho đến 19. Tại vì 20 chúng ta không lấy mà. Số nguyên nhỏ hơn 20, nhỏ hơn 20 là 20 chúng ta không lấy. Thì kết hợp tất cả các giá trị chúng ta vừa tìm được thì là có bao nhiêu số nguyên? Các em đếm đi. Nó sẽ có tổng là 13 số nguyên nhá. 13 số nguyên thì câu này chúng ta sẽ chọn C. Đấy, câu này anh nhắc lại phương pháp này. Muốn hàm số phân thức mà đồng biến trên một khoảng giá trị K thì chúng ta phải có hai điều kiện,
Nếu trong trường hợp đồng biến thì y phải phải dương. Và đồng thời điều kiện nữa là nghiệm của mẫu không thuộc vào giá trị K. Nhớ nhá. Và nghịch biến y phải phải là âm và điều kiện mẫu là không thuộc giá trị K. Cái dạng này cực kỳ quan trọng. Các em cố gắng chú ý cho anh cái dạng này. Mức điểm câu này là mức điểm từ 7,5 trở lên, có nghĩa là mức điểm 8. Nhá. Mức điểm 8 câu như thế này là trong đề thi từ năm 2017 đến năm 2020 vừa thi xong đúng không? Là bao nhiêu năm nhỉ? 7 8 9 10 à không, 7 8. Ừ, là 4 năm rồi. 4 năm thì đến 3 năm là đã xuất hiện rồi. Là có năm 2019 là không có thôi, còn lại 3 năm còn lại là đều có hết. Nên năm nay khả năng dạng này có rất là cao, các em chú ý nhỉ. Dạng này rất hay gặp trong đề thi.